Loại bánh muffin thì rất là dễ làm, không có cần phải sử dụng bất cứ một cái máy đánh trứng hoặc là một dụng cụ nào khác ngoài hai bàn tay của mình. Thì để làm muffin thì chúng ta có hai phần nguyên liệu, một phần nguyên liệu là khô và một phần nguyên liệu ướt. Thì phần nguyên liệu khô gồm có 175g bột đa dụng. Thì ở đây Lina có một cái đồ rây bột rất là dễ, thì chúng mình cứ phải rây bột như thế này thôi. Các bạn biết là mục đích để mình rây bột như thế nào không? Theo Nina được biết thì mỗi khi làm bánh thì tất cả các loại bột các bạn nên rây, kể cả bột đường mình cũng phải rây, bởi vì cái tác động của rây bột là để cho không khí nó vào trong bột và làm cho bánh của mình nó xốp hơn. Sau khi đã rây bột xong thì Nina sẽ thêm 150g đường cát trắng, 1/4g baking soda, 1 muỗng cà phê, hồi nãy là 1/4 muỗng cà phê, còn ở đây là 1 muỗng cà phê baking powder là bột làm bánh, 1/4 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đầy bột quế. Nina nghĩ thì bột quế này thì ở đâu cũng có bởi vì nó rất là thông dụng trong các công thức làm bánh ở Việt Nam cũng giống như là ở nước ngoài. Và sau khi mà mình làm xong, mình đã trộn xong tất cả các nguyên liệu khô của mình, thì mình dùng cái cây đánh trứng này và mình cố gắng là mình làm cho tất cả các nguyên liệu đều vào với nhau. Bởi vì các bạn biết sao không, baking soda rất là đắng. Nếu như mà các bạn không có trộn đều vào trong cái bột hỗn hợp bột đa dụng và đường của mình á, thì khi mà các bạn nấu bánh ra thì nhiều khi mình ăn trúng cái bột baking soda thì nó sẽ không có được ngon nữa. Vậy là xong rồi, bên nguyên liệu khô. Trước khi mà mình bắt đầu nguyên liệu ướt thì ở đây Nina có thêm cái này thì chỉ là 1/3 cup, thì có khoảng 50g, bất cứ các loại đậu nào cũng được hết. Nina dùng hạnh nhân và các bạn dùng cái chày cối nhỏ thì các bạn có thể là đè nát nó một tí xíu, không cần phải nát lắm đâu. Và cái này thì Nina thấy là nhiều khi mình ăn bánh muffin mà có một chút xíu đậu thì nó ngon hơn và đỡ ngán hơn, cho nên là Nina thêm một tí xíu đậu. Đậu càng đều thì tất cả các phần nhỏ nhỏ bánh của mình đều có một chút đậu hết. Vậy là mình xong rồi. Bây giờ thì tới nguyên liệu ướt của chúng mình. Nguyên liệu ướt thì khác với tất cả các loại bánh tây khác thì muffin lần này Nina sẽ không sử dụng bơ mà Nina sẽ sử dụng dầu ăn. Thì các bạn có thể dùng dầu ăn nào cũng được hết. Nina sử dụng dầu ăn hoa hướng dương. Các bạn có thể dùng dầu ăn đậu phộng, đậu nành, dầu Neptune, hoặc thậm chí có thể là dùng dầu ô liu nhẹ, nhưng mà đừng dùng dầu ô liu đậm đặc, bởi vì khi mà chúng mình dùng dầu ô liu đậm đặc á thì khi nướng bánh á thì bánh nó sẽ dễ bị chai. Nina sử dụng ở đây là 1/2 cup dầu hoa hướng dương. Và thêm vào đó thì Nina cho 2 quả trứng trung bình. Và 1/4 tinh chất vanilla. Ở bên
bên Việt Nam mình thì có bán những cái loại vanilla nhỏ nhỏ, cái ống nhỏ như thế này, thì các bạn có thể bỏ những cái ống nhỏ nhỏ đó vào đây cũng được. Còn ở bên này thì người ta dùng tinh chất vanilla, nhưng mà Nina nghĩ thì ở bên Việt Nam bây giờ thì tinh chất vanilla cũng rất là thông dụng. Và sau đó thì các bạn đánh cho trứng nó mình đánh cho trứng nó vỡ ra. Nina nghĩ thì độ vỡ của trứng như thế này là có thể là được rồi. Nina có một củ cà rốt cỡ trung và Nina đã bào, dùng bằng bào để mà mình bào phô mai thì nó dễ hơn. Và vì nó không phải là bằng bào của bên Việt Nam mình á, cho nên là khi mà các bạn bào ra thì nó sẽ cái nước của cà rốt nó cũng sẽ ra theo. Và kèm theo đó thì Nina cũng đã bào sẵn một quả táo nhỏ, loại táo nào cũng được, càng giòn càng tốt. Và các bạn dùng một cái spatula làm bánh và các bạn đổ nước. Sau đó mình sẽ dùng cái spatula để mà mình trộn cho cả hai phần nguyên liệu của mình hòa trộn đều vào với nhau. Và các bạn nên nhớ là bánh muffin, vì sao có nhiều bạn khi mà làm bánh muffin ra thì cái bánh nó rất là chai, là bởi vì các bạn thường nói là các bạn over mix, tức có nghĩa là các bạn trộn quá tay. Loại bánh muffin này thì các bạn chỉ cần trộn vừa phải cho tới tất cả các nguyên liệu khô và ướt hòa lẫn vào với nhau là được rồi. Và khi mà đã hòa vào thì mình trộn luôn phần cà rốt cũng như là táo mà mình đã bào sẵn. Và cũng thật là nhẹ nhàng, tránh trộn quá tay. Nếu như các bạn không thích ăn cà rốt nhiều quá trong cái bánh muffin cà rốt này, các bạn có thể dùng nửa củ hoặc là một củ cà rốt nhỏ cũng được. Và cũng có một số nơi mà Nina đi ăn muffin á thì người ta có bỏ thêm dừa tươi nạo. Ở bên nước ngoài thì không có dừa nạo giống như ở bên mình đâu, chỉ là dừa nạo sấy khô thôi. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà có sáng kiến hay thì có thể dùng dừa nạo tươi bên mình cũng được. Và bây giờ thì nguyên liệu của bánh của mình đã xong. Các bạn thấy rõ là bột bánh của Nina không hề bị trộn quá tay. Nina quên nhận một điều rất là quan trọng là trước khi mình làm hết tất cả các bước này thì các bạn nên bật lò nướng của mình lên ở nhiệt độ 180 độ C. Nếu như mà các bạn lò nướng của các bạn không có nhiệt độ thì Nina nghĩ là lửa vừa cho tới nhỏ là được. Đây thì Nina có sẵn một cái khuôn làm bánh muffin làm ra được 12 cái bánh. Thì với nguyên liệu mà Nina giới thiệu với các bạn thì mình làm cũng vừa đủ 12 cái bánh muffin. Khi mà nướng bánh thì một số bạn nói với Nina rằng có biết với Nina và hỏi là tại sao mà những cái bánh của họ nướng ra thì không có đều, một bánh thì chín rồi, một bánh thì chưa chín. Thì đơn giản thôi, các bạn biết sao không? Nếu như mà mình chia đều cái lượng bột bánh cho tất cả những cái portion của mình, cho tất cả các phần bánh, thì khi mà nướng lên thì mình sẽ tránh được cái tình trạng là bánh chưa chín hoặc là bánh đã chín rồi, bánh chai. Thì để làm được chia đồng đều như vậy thì Nina đã học được một cách làm rất là hay, đó là sử dụng muỗng múc kem. Thì đây là một cái muỗng múc kem lớn. Muỗng múc kem có rất là nhiều loại, có loại lớn, loại trung và loại nhỏ. Thì đây là một muỗng múc kem lớn. Một muỗng múc kem này thì có thể múc được phần lượng bánh tương đương với hai muỗng canh bột bánh. Và Nina thấy là
dùng cái muỗng kem này thì rất là dễ để mà chia bột bánh, cũng rất là đều. Các bạn thấy không, rất là dễ. Mình chỉ cần làm vừa đầy đầy thôi và mình cút thế thôi. Và các bạn cứ yên tâm là tất cả các phần bánh này thì phần nào cũng đều giống nhau hết cả, cho nên mình sẽ tránh được cái tình trạng là một cái thì chín và một cái thì không có chín. Nếu như mà các bạn không có cái muỗng kem thì mình cũng có thể dùng hai cái muỗng canh, nhưng mà để chia đều thì chắc là các bạn phải khéo lắm. Mình thì mình khéo như vậy, cho nên mình sử dụng muỗng kem cho nó dễ. Như các bạn đã thấy thì Nina đã scoop hết 12 cái bánh muffin của Nina rất là đều. Và bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là nướng thôi. Thì từ 18 đến 20 phút ở nhiệt độ 180 độ C chúng ta sẽ có muffin ăn. Chúng ta chờ xem những chiếc bánh muffin này nó sẽ nhìn như thế nào nha. Vậy là sau 18 đến 20 phút thì mẻ bánh của Nina cũng đã chín. Như các bạn đã thấy thì bánh nở rất là đều. Và một cách để mà mình kiểm tra khi nào thì mình biết bánh mình chín thì rất là dễ thôi các bạn. Các bạn chỉ cần lấy một cây tăm, hoặc là Nina có một loại cây nhọn để mà thử bánh, và các bạn đâm vào giữa cái bánh. Và khi mà các bạn rút cái tăm hoặc là cái cây nhọn này của Nina lên thì cái bánh nó rất là clean, hoặc là thì cái cây này nó rất là clean. Nó sẽ không có một miếng bánh nào dính trên cái cây này hết. Để Nina làm cho các bạn coi ha. Các bạn thấy không? Cái cây nhọn của Nina rất là clean, rất là sạch. Và hầu như cái bánh nào Nina cắm cây xuống thì nó cũng rất là sạch. Bánh nở rất là đều và rất là xốp. Nếu mà các bạn ở đây thì các bạn sẽ nghe mùi thơm rất là nồng nàn. Loại bánh muffin này rất làm rất là nhanh. Ở tiếng đồng hồ là chúng ta có những chiếc bánh muffin nhỏ nhỏ xinh xinh, ăn rất là ngon và rất là hấp dẫn. Nina chúc các bạn thành công trong công cuộc là bánh muffin của mình. Anh đã không cần sao phân, riêng tâm sinh tật xê.